Kính chào các bạn. Trong video này, kênh Học Của Thứ Online sẽ gửi tới các bạn một ván cờ online hay đặc sắc của danh thủ vương thứ nhất đấu online trên Thiên Tiên Tường Kỳ trong ngày 28 tháng 4 năm 2024, một ván cờ mà chiến thần vương thứ nhất anh sẽ cầm bên đỏ đi tiên. Kính mời các bạn cùng đón xem.吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃
将军。吃。吃。吃。吃。吃。
将军。吃。将军。吃。将军。将军。吃。将军。
将军。吃。吃。吃。吃。将军。将军。将军。吃。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。Tới hình cờ trên, sau phần cờ cho tung mã qua lẫn chiếu, vừa chiếu mã vừa chiếu pháo thì bên đen đã phải buồn cờ xin thua trong hình cờ đó. Như vậy kênh học của Tứ Online vừa gửi tới các bạn ván đấu trên. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.